một vấn đề giao thông khác cũng rất đáng chú ý, công an tỉnh Tiền Giang mới đây cho biết không đồng ý với quan điểm xử lý tài xế đưa tiền lẻ khi đi qua trạm thu phí BOT cai lệ vì hành vi đó không vi phạm pháp luật. Theo phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang đại tá Nguyễn Việt Hùng, công an tỉnh chưa nhận được văn bản từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư của dự án BOT cai lệ về việc đề xuất công an xử lý tài xế đưa tiền lẻ. Nếu có nhận được văn bản đó, công an tỉnh Tiền Giang cũng không đồng ý. Trước khi trạm BOT Cai Lệ đi vào hoạt động, công an tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự khu vực thu phí. Trong đó, lực lượng công an tỉnh được giao điều tiết phương tiện giao thông chống ùn tắc, công an huyện Cai Lệ đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Qua ghi nhận thực tế, khi thu phí, tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm và bỏ tiền vào chai nước để dàn hàng 2, hàng 3 với mục đích gây ùn tắc giao thông, nhưng đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật.